Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho các bác cây hoa hồng cổ Sapa nha các bác nhé. Hoa hồng cổ Sapa, một trong những giống hồng cổ được nhiều người yêu thích nhất. Và 30 năm rồi, đây là một trong giống hồng 30 năm rồi trồng thì nó vẫn chưa không bị lỗi mốt. Chính là cái giống hồng cổ Sapa này ạ. Và cái cây hồng cổ Sapa này ngày hôm nay nhà em Thủy phát bán vanh gốc của nó vanh 12 cho đến 14. Vanh gốc khoảng tầm 14 nhá. Hàng này vanh gốc khoảng 13, 14 luôn. Em nhận 13, 14 luôn. Có cây vanh 15 luôn. Giá em sale cực kỳ rẻ luôn nha các bác nhá. Giá em sale, em Thủy sale cực kỳ rẻ luôn. Giá lẻ chỉ 1.300.000 một cây thôi. Tán cực kỳ dày và sum. Tán 1m3. Như cái này tán 1m3, 1m4 này. Tán hình dáng cây thông, làm tỉa, tỉa dáng hình cây thông nha các bác nhá. Và hàng này hàng thuần bịch, trồng trong bịch to, bịch để nổi chứ không bịch phải bịch để chìm nhá. Bịch để nổi này về đánh nên nó sẽ không bị trột. Bịch để nổi này nhá, cực kỳ đảm bảo này. Cây là cao, cây là 2m. Cao cây 2m cả bịch và tán của nó khoảng 1m3. Tán khoảng 1m3, 1m4. Vanh của nó vanh 13, 14. Vanh cực kỳ to nhá. Vanh 13, 14 này. Vanh của nó cực kỳ to luôn. Để em lấy cái thước em đo cái vanh cho mọi người xem nhá. Vanh gốc to đẹp. Mà hàng này em sale giá rẻ dã man luôn. Hàng này sale giá chỉ còn 1.300.000 một cây thôi. Này, gốc này, gốc 4 phân, hơn 4 phân luôn này. Để đo vanh nhá, đo vanh cho các bác xem này. Chờ em nát này, chờ em nát em đo vanh này. Chuẩn vanh 14 chưa? Vanh còn hơn 14 nhá. Vanh 14 luôn, vanh to như này. Vanh 14 và thoát thân của nó khoảng 40 phân cho đến 50 phân. Như cây này là thoát khoảng tầm như cây này cây đẹp này. Bắt đầu ưng thì mua cây này đi ạ. Cây này thoát 50 phân này. Cây này vanh 14 và thoát 50 phân luôn. Vanh 14 và thoát 50 phân, giá em Thủy bán chỉ có 1.300.000 một cây. Em quay lại toàn cảnh cây nhá. Em quay lại toàn cảnh cây này. Con này tán cực kỳ đẹp, tán to, xòe to nhá. 1.300.000 một cây, vanh 14, thoát thân 50 phân và tán 1m3, 1m4, cao cây 2m. Hoa hồng cổ Sapa, một trong những giống hồng cổ đẹp nhất, được nhiều người yêu thích nhất ạ. Cách xếp form cánh của hồng cổ Sapa là một trong những cách xếp form cánh đẹp nhất luôn. Các bác mua một cây này về thì trồng hoa quanh năm, chu kỳ lập hoa của hoa hồng nó sẽ là từ 30 cho đến 35 ngày một đứa hoa nếu thời tiết nắng ấm. Còn nó thời tiết nó lạnh sâu thì nó sẽ chu kỳ lập hoa của nó sẽ là 40-45 ngày. Tùy theo thời tiết nhá, thời tiết ấm như thời tiết này thì nó chỉ 30-35 ngày thôi. Rồi. Hàng này nhà em thì vanh cứ trung bình từ 12-14, nhưng mà tạm thời trong cái thời gian này đi. Tạm thời trong thời gian này thì cây vanh 14 vẫn còn rất là nhiều thì sẽ phát bán. Sẽ chọn bán những cái cây mà vanh 14 trước đi. Sẽ chọn bán những cây mà vanh 14 trước đi để cho mọi người mua cây to trước đi, cây nhỏ em sẽ phát sau. Nên là sẽ chọn cho mọi người vanh 13-14 nhá. Như cây này cây đẹp này. Cây này cây đẹp này. Tán của nó 1m3, 1m4 này. Tán của nó 1m3, 1m4 này. Bác nào lấy số lượng lớn thì giá nó còn rẻ nữa nhá. Cây này 1m3, 1m4 này. Cũng là vanh 14 này. Vanh 14 này thân còn lạc, lạc luộc, luộc lạc luôn này. To chưa? Thân to gần bằng một cái bình sơn này. Thân to gần bằng cái bình sơn luôn. Hàng hàng thoát thân 40 phân đến 50 phân. Vanh 14, 15. Con này nó bị liền đây gần đây rồi thì nó không không con vừa rồi đo nó vanh 14. Về con này em đo lại này. Con này em đo cho mọi người nhá. Tại vì em đi có một mình thôi, hôm nay ông Tuân nó không đi cùng nên là gốc là 5 phân luôn này, gốc 5 phân này. Đấy quá thế ông gốc 5 phân luôn. Cây này em Thủy bán giá lên xe cho các bác là 1.300.000 một cây, chưa bao giờ giá hoa hồng mà em bán lại giá rẻ thế đâu. Có 1.300.000 một cây nhá. Ai ưng cái này này, ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy là 969162214 cho em. 1.300.000 một cây ạ. Vanh 14. Cây này cũng thế này. Nói chung là cứ nhận tặng vanh 13, 14 nhá mọi người nhá. Vanh 13, 14 các bác mua cây nào thì các bác inbox cho em sẽ gửi ảnh cho. Em sẽ gửi ảnh, em sẽ chụp ảnh một vài cây tiêu biểu. Những cây đẹp em xuất trước. Còn những cây mà chưa đẹp mình lại nuôi tiếp cho nó thành đẹp thì mình mới bán. Chứ mình không phải là
bán không, mình chọn cho khách cây xấu không, là khách mua một lần không, khách chạy chạy luôn, mà là sẽ chọn cây đẹp cho khách. Đó, những cái cây mà chọn cho khách sẽ là chọn những cây to như này được. Tán của nó sẽ là 1m3, 1m4, tán 1m3, 1m4 mà gốc của nó rất là to già này, gốc to già đẹp này, thẳng đẹp này. Còn cây đuối đuối, cây để em xem cây nào là cây đuối thì em nát em quay cho mọi người xem nhá. Vậy cây như này hơi đuối một tí là cũng không giao cho khách này. Cây hơi đuối một tí là bớt lại, nuôi cho khi nào mà tán nó dày lên, nó sum lên, nó đẹp lên. Tán của nó trung bình là 1m3, 1m4 nha các bác nhá. Tán 1m3 cho đến 1m4 và vanh gốc của nó là 12 cho đến 14. Nhưng mà thôi, bây giờ cứ nhận tạm bán gọn bọn 14 trước đi. Bọn 14 ở vườn này còn khoảng 3-40 cây vanh 14 cơ. Bán hết các bọn vanh 14 đi thì chỉ có khoảng 12-13 cây vanh 12 thôi. Bán hết bọn vanh 14 đi thì em mới bán sang bọn vanh 12. Ai ưng thì chốt đơn cho em nhá, xin phép xuống like đây.